champion. Nan phiên. Ủa Nan phiên nè. Bé chạy, bé chạy. Oh, good. Thôi thằng nào ấy? Mấy này lúc trước gặp rồi. Tôi bắn một lần rồi. Bắn mã không xin đúng không? Đó là Trung Quốc, team EA á. Team EA á? Phải tụi nó không? Hôm qua là Nan phiên biết hoa, hôm nay Nan phiên tự nhiên đang gặp cái map cái thằng kia nó xuất hiện liền luôn. Không, hôm qua đâu có biết hoa đâu. Về đây, về đây. Có, hôm qua Nan phiên biết hoa. Đợi Ducky về, đợi Ducky về. Đấy, em đấy. Hướng nào, bọn đó hướng nào? Không biết. Bên phải. Ủa mất rồi. Ủa vô. Nó mất khỏi map rồi. What? What? Có thể nó chưa lên, có thể nó chưa lên. Kế hết buồm bên nào? Ừ chắc chưa lên á. Chắc chưa lên, chắc chưa lên. Buồm bên giữa, kế hết buồm lên. Ủa được nãy luôn. Vừa cầm cái map thấy nó lên liền luôn mà. Có thể đang lốt đấy à? Nãy nó lên khúc bên đây nè anh Bia rồi. Nan phen là Nam Phong. Phen là bọn này hôm qua bắn rồi. Cũng dữ á. Bùm lo ra đi. Nan phen nghĩa là Nam Phong. Mấy này là thằng mấy thằng mình bắn. Thằng trận thứ hai của mình á. Sơ đồ nào? Đâu mình bắn siêu dễ luôn. Xong cái trận 2 mình bắn. À trận 2 là bắn gửi bùm hoài để không chìm đó đúng không? Đúng rồi. Chẳng mà mình bắn công bộ pháo đi. Vô nó đâu rồi bro? Ủa à? Nãy vừa cầm cái map nó thấy nó xuất hiện đây nè. Nhắn tin hỏi nó ơi, nó đang ở đâu à? Bay trời à. Các bạn bị lỗi gì đấy chưa lên đấy, mất thời gian lốt. Chỉ tôi ra cái chỗ của nó nào. Duy nó bật nhắm cái map kìa. Đi thẳng rồi. Hướng nọt của Group Holo. Mũi thuyền mình. Thấy chỗ có chiêu rồi thấy không? Thấy. Ờ, đoạn đó. Nó ảo rồi. Nhìn mát cái đấy, sao thằng bố làm gì? Để bố đi bố bố có gì mình còn... Nan phèo không chưa biết hoa đúng không? Nó là champion á. Nó là champion. Ờ. Em 407. Tên của anh chủ tàng. Còn mà có nó hỏi tụi nó đang lót hay là có đúng thằng đấy không? Không biết, tại vì hôm qua tụi tôi bắn một tàu tên như vậy rồi. Tại vì Nan phèo hôm qua là nó biết hoa, còn hôm nay là nó biết thường. Tại vì Nan phèo có nghĩa là Nam Phong là Nam Phong. Tao là... tôi vẫn nhớ cái tên nó biết thường mà. Nó biết hoa, tôi cắt clip tôi gửi cho anh Tồn sáng tôi mới coi lại. Quay sát. Nãy. Ai game ảo rồi. Nó nhìn map nhá, nó lên phát báo luôn. Nè. Từ để coi nó có online không. Ừ, nó đang chơi siêu tiếp nè. Vẫn còn tên nè. Không có đâu. Nhạc nhỏ dần rồi. Hết nhạc luôn rồi. Tên nó là gì? Nhạc trong cái ô luôn hả? Ai biết. Bây giờ cài trong cái ô à? Nan phen 407 đúng không? Chị ép biết không à? Biết không à, biết thường. Còn cần thấy thì tôi gửi nguyên clip hôm qua mình bắn nó cho bạn coi. Không, tôi thấy tên đó rồi. Hết nhạc rồi, xem cái vòng tròn còn không? Còn. Xong rồi, nó kẹt đây luôn rồi. Thử nhảy xuống xem tàu nó đang ở dưới đấy không? À. Nan phèn chữ N biết hoa đúng không? Đúng rồi. Ừ. 407. Không tìm được. Thế này à? Đúng rồi. Nhảy xuống có khi tàu nó đang kẹt ở dưới nước ấy. Ô sao thấy tàu nó xong rồi tàu nó biến mất, thế bây giờ mình kẹt đấy mãi à? Ai biết. Nhảy xuống xem tàu nó có đang chìm dưới nước không?
What the fuck? Mẹ bất mới à? Bất lên thấy kèo không thơm lặn luôn được hả? Kiểu làm ly lịa vậy nó vẫn được tính chọn hắn á. Là sao? Mà nó có đang sailing the sea đâu. Ừ, thấy sea xếp thôi chứ không có sailing the sea. Thì chắc tàu nó quýt cơ. Đợi 10 phút tự coi sao. Bạn ơi. Đợi 10 phút đi. Lô viết sẵn cái ticket gửi lên ghe luôn đi Lô. Ừ, ticket gì? Không có tàu lên nhưng mà có dùng một tròn giờ sao? Hỏi lắm. Gieo của bạn. Giờ ai cứu cái thuyền này đây? Có cái đảo không? Có cái outpost nào gần đây không? Có. Mà nếu mà đi ra được. Nếu mà ờ có khi mình ra Ancient Spy được ấy. Nhưng mà ra được. Có cái vòng tròn mà. Mình ra Ancient Spy được nhưng mà chắc là không hạ được cờ, không hạ được đồng hồ. Chờ thêm 10 phút xem nó có nổi lên không. Chứ đúng là nó ở ngay dưới chân mình đúng không? Nãy em xem map vừa tính coi map cái thấy champion xuất hiện á. Ủa gì vậy? Nãy em la lên đây. Đã xuất hiện cái đó mà. Thế chạy đâu rồi? Nó có hiện tên An Phan lên. Tổ hiện lên tên An Phan lên. Không, em là thấy cái thuyền nó luôn nha. Ừ. Em thấy nguyên cái champion hiện ra luôn. Đang game ảo rồi. Gọi cái thằng Hoa xem An Phan Hoa hay thằng Phan thường. An Phan viết Hoa nha. Đó hai thằng cùng tên đó. Thì một thằng có hai tên, hai tàu tên y hệt nhau. Rồi. Ticket kill rare và cuộc race. Vô đây đi tàu tèo thôi nè. Làm gì, nó làm kiểu gì ấy nhở? Tàu, đây là bị lỗi game hay là nó cố tình? Không biết luôn. Nghĩ là nó muốn. Và thằng Nan Feng này đang siêu thiếp chứ không phải là đang sailing the sea. Vậy thì nó ẩn hoạt động được mà Velo. Chứ nó vào đây nó chờ mình out để nó ăn win hay là gì? Tôi không biết nhưng mà ý là xem tàu bánh mì, xem bánh mì á, mì cũng toàn siêu thiếp mà đâu có sailing the sea hay là menu hay là gì đó. Sao mọi người phải ẩn hoạt động nhỉ? Ai biết. Tôi đâu có ở ngoài cặp rồi. Offline luôn. Offline làm gì? Sợ hắc roi à? Biết tôi sợ ông Dũng. Những giờ roi của bạn của chụp bình tồn chơi lắm. Nó nói tàu hay vậy. Ấy, cái gì này? Ê, có giao thùng gỗ rồi sao giao? Khó nhở. Ủa, bơi ra được không ta? Tàu nổ phát là mình bị đẩy chỗ khác luôn á. Bơi cơ mà, bơi á. Ờ, có khi bơi được á. Mình lái lại Paradise cho mình bắn cho lên đời được á. Ê, đi. Được. Đi hướng nào, ok. Ra tới đây luôn, ra tới đây được luôn. Chơi game ảo á. Thế bọn này kiểu nó đang chơi, nó nghĩ ra một cái trick gì đấy. Nó nghĩ ra một cái trò gì đấy để nó giữ streak nhỉ. Ừ hay thế nhỉ. Hay nó làm thế nó lên streak nhỉ. Đây 15 phút đấy, không được thì đâu, đi đi chấp kẹp. Tức là rõ ràng nhá. Rõ ràng nó đã chơi lên. Ờ rõ ràng tức là nó đã lên rồi, tức là nó đã spawn vào đây rồi. Nó đã spawn vào cái arena này rồi. Hay là nó trốn nó đợi mình thoát là nó được streak nhỉ.
sao mà trốn tàu được, tức là nó đang ở dưới nhá, nó được match đúng không? Nghe tức là nó đang đi ở dưới biển nhá. Nó phát hiện là nó có trận nhá. Nó trồi lên phát, nó thấy tên mình. Thế tức là nó phải lên mặt biển rồi đúng không? Có thấy tàu ở trên biển không hay là chỉ thấy trên map thôi? Thế tức là nó làm một cái gì đấy trong lúc tàu đang trồi lên à? Không biết. Không biết. Kiểu giữ streak ấy, xong rồi gặp tàu nào tên quen phát là quýt luôn. Cái này đi trước thời đại không đoán được. Những người dẫn đầu xu hướng tip and trick thế này chịu quá. À, để lên Reddit xem thế nào. Xem mới. Nhiều khi hôm qua nó cũng đang làm đó kia, đang tập á. Mẹ nhạc đánh nhau luôn rồi. Nè, ảo thật đấy. Yes, 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 yes. She never asked. Yes, yes, yes. Tò bè cu xét. Yes, 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 yes. Lighting the yes, way. Yes, 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 yes. She never asked. Yes, yes, yes. Tò bè cu xét. Yes, 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 yes. Wipes tears. Mình bay, mình bơi từ đây là vừa rồi nhỉ. Từ xoay góc bài canh ông đi chứ. Mười phút chưa? Hai điểm giờ chưa? Mười phút thì... Yes, 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 yes. Hay là bị lỗi? Mi xúc ly. Yes, 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 yes. Thì cái bản đồ ấy. Why already in battle này? Ừ. Rồi đi ra miếng nữa thử coi nó có báo map không. Mà sao lại lái vào chiếc này này? Không không, tính bẻ góc để bay. À bật báo nè. Ờ. Thôi kéo buồm này. Lại như đâu? Nếu như bọn nó bị đít thì có nghĩa là bọn nó, nếu như bọn nó bị đít thì có nghĩa là bọn nó 10 phút, khoảng 10 phút là bọn nó sẽ bị bay. Ê ê ê, mình chạy ra Linder Watch luôn được không ta? Nghe tiếng sắp nổ đến nơi rồi em. Thì... Bay đi. Đâu có sáng màn hình đâu. Bay pháo. Có cháy không? Bay pháo đi. Đồng hồ nó đang rung rung. Ờ đồng hồ vẫn cháy mà. Ở này là bình thường hay là đang cháy nhỉ? Chả biết. Nhưng mà nó đang... Cái tiếng này là tiếng nó đang dọa mình đừng đi nữa này. Chừng nào sáng màn hình rồi mình quay vô đi từ từ hứa thôi. Đang rung. Anh nghĩ là có hai trường hợp. Một là nó bug, nó cố tình bug. Hoặc là nó làm thế nào đây cho tàu bị mất. Xong rồi nó chờ mình quit để nó ăn trận này.
2 là một lần bất hai là lỗi hả? 2 là hai là bất thật. Bất thật thì 10 phút sau nó sẽ biến mất. Đúng không? 10 phút rồi, nãy giờ chắc 10 phút rồi. Đợi thêm 10 phút nữa. Trong lúc ấy thì bơi tới 40 nha. Ấy lúc ấy thì trong ấy thì ai bơi vào rau gỗ này? Ai thiếu gỗ tự bơi đi kìa. Duy thiếu gỗ ông gì? Này tôi bơi cho. Trời, câu cá đúng không? Lên đào vua nè. Có tiền quá. Cái vụ bơi tự động là như nào ấy nhỉ? Năm lóc. Bạn này phía mình đeo có năm lóc em ơi. Bấm Windows G cũng được. Ngon, cảm ơn. Baiting the fishing rod. Câu được battle kill không? Đang battle mà. Chỗ phi âm bờ nè. Dạ anh em. Gì hấp dẫn rồi. Ủa? Là sao? Là nó có bị lỗi không? Không biết. Ủa? Nó bảo gì? Nó bảo là hỏi tàu mình đâu rồi. Cái kỳ mà xin hỏi nó. Thế nó nói như nào? Có nó có nói thêm gì không? Nó hỏi ngược lại kìa, hay là bị lỗi hai thằng bị vô hai server rồi vậy? Hỏi nó. Sao? Nó đang bị rớt vô server nào á? Tức là cả hai bên đều bị dính cái vòng, để bị dính cái vòng, nhưng mà không phải, cũng không phải chung server với nhau, thì ra không tìm với nhau. Vậy. Hay lắm. Ủa, vậy là nó cũng đang trên biển hả ta? Họ nói là switch mấy rồi. Kêu nó livestream lắc xí ngầu sẽ kết tò á. Nó mày nghĩ sao về việc lắc xí ngầu ao game ấy? Đây là nam fan thật à? Ừ. Thế là Viết Hoa không trước là thằng nào? Không, cái tên tàu nó khác thôi. Đó cũng là nó mà ai giết tàu. Tên tàu một cái hoa cái thường. Mọi người bảo team EA là team gì đấy? EA là trước mình có gặp một thằng EA Nanami. Ừ. Thế mình bắn chìm một tàu EA rồi còn gì? Dạ. Lúc đó là nó kéo một thằng UB đi, xong rồi nó ra bắt nạt cái tàu Phật Đa. Cái nó chạy vòng. Tôi luôn nhớ không? Một tàu đó có một thằng 90% game EA thì như hôm đấy hôm của tôi. Đó. Chắc là... thế chắc khoảng 1-2 ngày trước à? Cũng
Thì mùa 2 ngày trước tôi nhớ mình bắn nhưng mà không phải là Phật rất Đan. Lâu rồi, rất lâu rồi, cái đó rất lâu rồi. Thế thì lâu rồi thì không có tôi. Có chứ. Yes, 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 yes. She never asked. Yes, yes, yes. Tò bè cu xét. Yes, 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 yes. Đây, chỗ này mua gỗ rồi. Đọc. Đây. À, còn 5 gỗ trên người, hy vọng trên đảo có gỗ. Đúng mà, trên đảo nào cho đủ. Có sẽ đủ 50 gỗ không mới là vấn đề ấy. Chẳng đủ. Dư lụ. Thế bây giờ bảo nó là mày switch mấy rồi đi đắt đắt kia đấy. Tò bè cu xét. Really? Really? Good, 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 good. Tao không muốn bắt supply. Vừa búp xong. Nó nói mình bóp về kiểu nó nói là nó quýt rồi trong khi tao nó quýt rồi. Nó quýt rồi thì mình Nè khoan. Xong rồi cái mình nghe nó, cái mình cũng tưởng là mình bị dính luôn, mình đéo hót cái được, cái mình quýt thế là hiểu. Ủa. Lừa má, mấy này lừa diễn thuật á. Anh cũng bảo anh cũng quýt rồi nó kia. Bảo hẹn gặp lại nó. Anh bảo anh quýt rồi hẹn gặp lại nó được kia. Đó server này là của tao. Chúng mày cứ sang server Đức mà chơi. Nha. Đừng nói là bọn khừa. Bro nan, nghĩ Nan Feng là tiếng gì? Nan Feng là tiếng Phượng. Nan là Nam, Feng là Phong. Cái đảo này tổng cộng được 27 28 gỗ, tôi vứt 5 gỗ tôi vào thành 20 thành 33. Đây đảo respawn đây. Chúng ta thì đã loot. Chịu. Ok, xong rồi thế nào. Mà phức tạp quá. Bạn hôm qua, bạn có nhớ hôm qua thằng nào đi nó không nhỉ? Ủa thế tôi đi từ Athena về thì là nó về tàu hay là về đảo? Không biết đảo nhiều. Italy gì đó. Ừ. Kêu tới giải thoát cho mình được. À, mình quýt rồi. Đây nè. Cái gì? Tôi thấy rồi nè. Nó xin, bây giờ nó vào rồi à? Không. Cái chiếc Kali đứng ngoài là champion. Nhưng gì? Nó hỏi tôi cần tôi về không? Không. Ừ, đừng. Tôi đứng ngoài luôn rồi. Nhưng mà nó có xa mình không? À, nó xa. Ủa? Này là sao? Là như nào? Nó là thằng champion khác đang nhảy ở server này. Chắc thế. Đúng rồi. Nhưng mà mình chưa phải champion. Sao này champion Ripper 1 đấy? À trời. Giờ sao? Ai biết. Ra bắn kìa, ra dụ á. Sao ra được? Ra lên tính gần thôi. Ra khiều khiều hả? Ra khiều khiều nó tí. Vô đây. Hai tụi đó là mấy thằng đang phê rồi. Khi kiểu nó spawn hai vòng tròn khác nhau ấy. Ê, nó đang đi vào đây nhá. Cần tôi về phát thì bảo ngay nhá. Ừ, xa lắm. Ồ, có bên nhảy này. Hey, pirate. I need your help with something. Còn cách mình 4 ô. Nó đâm thẳng về phía mình đúng không? Ừ, 4 ô ngược gió. Rally. Nó phải át tôi này.
lỗi chắc cũng đang kiểu what the fuck. Nhưng mà 4 ô thì nhìn được tên rồi đúng không? Chưa. 4 ô là xa lắm á. Giờ là 3 ô. Mẹ mà nó không phải là người trong vòng tí mình bắn nó ra ngoài vòng reset á. Chịu, thế chịu. Có lỗi này thì chịu mới biết làm sao cơ. Ủa? Giống nó về Blender hơn vô đây á. Lát rồi. Nó lag, nó bẻ đi á. Nó vẫn đi hướng này nhưng mà nó hơi lệch qua Blender. Gần ra khỉa lắm ta. Má mày nghĩ để tao mua cái hộp gỗ đi mà. I sense your fear. Think twice before returning. Ra ly kìa. Ừ, đang đi về Blender. Mình đang sẵn đây nha. Làm giống pháo ơi, Đức kia ơi. Cần đây, tụi cần tôi về không? Chưa chưa. Có qua đây không? Nó không có đi qua đây, nang đang fan đi về. Nang fan kìa, tao nói nang ủa? Fan. Ủa? Về. Nang fan. What the fuck? Vì sao nó đi ra khỏi vòng được vậy? Con mẹ mày, đấy. Mấy thằng này bất rồi. Chó này, nó đứng ngoài vòng kìa, nó đâu đi vô đâu. Thôi kéo buồn lên đi. Không rồi, má Duy gặp mấy thằng cà nhây nhưng mà kiểu khác rồi. Kéo gì vậy? Kéo gì đây? Bro. Gặp mấy thằng ngồi treo máy ăn cơm làm bài tập xong nữa rồi. Ta mày chừng nào mới được lên cấp ra. Bay mãi rồi. Bro, what the fuck? Ơi. Ủa? Nó không sao bể. Cái tên thuyền của nó bây giờ lại lên viết khoai vậy? Không biết. Lúc nãy là viết thường mà. Ừ. Ờ. Áo ơi. Em không biết được. Sao mà nó lại... Đi ra ngoài đó đánh nó luôn, đi ra ngoài đó đánh luôn. Mình đi ra nổ mà chứ. What the fuck? Nó biết cái giới hạn vòng hay sao? Ừ. Nó nhìn trên map, có khi nào mình đi ra nhưng không bị nổ không? Thôi đừng thử vậy. Mà mình mới xích mấy? Xích 3, xích 2 rồi. Tiếc gì xích 2. Nó có thể spawn ở... viết hoa nè. Ừ, lúc nãy là viết thường chắc chắn luôn. Bây giờ là viết hoa. Ảo à, chơi đùa à. Cố tình à. Sao tàu đó còn nguyên đấy nhỉ? Hay là bây giờ nó spawn được ở chỗ khác? Không biết, chắc là thấy... nó spawn khác á. Thấy nó xuất hiện được ở gì đó á. Kêu nó chụp cái dòng của nó cho mình coi anh Nicky. Dòng á? Vòng. Circle. Can I see your map? Nó định giờ lên đợi nó hạ cờ hay sao? Chả biết. Mà nó cũng thấy thuyền này là thuyền của Belo mà. Nó biết tôi mà. Không thắc mắc hả? Đấy, nó quẹo là... vô nha, nó quẹo vô nha. Ý là nó không thắc mắc hay là... cựa vào lạ lùng gì à? Cựa vào render. Nó kiểu không có bất ngờ về việc này á. Ô nó cậu vào này. Đi báo lên Zalo luôn mà. Đang tông thẳng chưa? Kéo bùm sau rồi. Mình giả vờ yếu đuối chạy chạy tí đi. Cho nó dựa dụ vào giữa phòng. Mình có neo không?
đéo gì vậy? Ơi chụp chụp cái hình giống, này lại giống ra. Mở đây là giống, giống như nó đang cà khịa mình hơn lại đi vô nè. Để rồi. Lấy đồ đi nha. Hỏi nó coi nó kia hỏi cái bọn. Nó kéo buồm luôn này. Có ba buồm luôn. Đang cà khịa mình đó. Nó vô đéo đâu. Hỏi rồi, nó không cho lại. Má bất à. Chạy ngoài giống nó thử ơi. Đổ rồi thôi làm đau cát thế kết sẽ kết hết supply vào thùng thứ 9. Nhiều đồ lười lút lại chứ. Nhưng mà đằng nào cũng nổ. Nổ làm cái gì đâu. Bây giờ đứng đây không mình mất thời gian thêm chứ đâu được gì đâu gì. Ha mình bỏ thùng supply ở C-Bot đi, lát mình quẹo lại mình lấy. Được được. À, mình vào ra mẹ server khác. Cho đồ supply này thì đã gặp lại nó mình không đánh được đâu. Anh này đấu hay đấu. Anh này vắng ngang với cái team hôm qua rồi. Nó bất mà. Đâu phải tự nhiên đâu. Lên YouTube coi. Nó biết cái vòng đâu nó dừng lại mà. Tôi đi viết ticket đấy. Tôi đi viết ticket đấy. Mình đi ra đầu kia ở vòng tròn đi. Đó vậy mà nó kêu nó out rồi mấy con chó này. Nó thấy mình thả buồm, nó cũng thả buồm theo này. Bug kiểu đéo gì này, đây là cố tình lạm dụng bug rồi. Bon đã suy đốt được ta. Đi hướng nghe. Nó sắp đi vô vòng rồi nè. Nó đang giữ mình ra hay sao. Nó đổi game thành offline xong nó bảo I'm not playing the game of the Sea of Thieves anymore. Nó bảo nó không chơi Sea of Thieves, hiện tại nó đang không chơi Sea of Thieves nữa. Ơ đây là buồm gì đấy? Này buồm đi buồm ma. Đâu? Thế ghê rồi. Qua đi lo. Qua đi lo Guardian. Ừ, tông C-Bot. Đào lái ngu vậy. Chụp cái tên nó lại, Pilo. Ngắm cái thuyền xong rồi chụp tới lại cái tình bay chấm hỏi nó. Tôi có video từ đến cuối mà. Captain bay chấm hỏi à. Phí vô bồng rồi nè. Rồi sao? Chịu. Quay lại bắn ơi. Vậy bắn nó chạy, ấy. Để dụ nó vào trong vòng tí nữa đi. Nó đi ra lại á. Kéo hết buồm mồm mà. Kéo hết buồm rồi. Mình đang nó muốn tông, nó tông xịt vật. Mình đang muốn nó vào gần đây để mà mình bắn nó ấy chứ. Kéo buồm giữa hộ với. Đấy nó kéo buồm, kéo nửa buồm giữa thôi nhá. Đang di chuyển là mình đi thật chậm thôi.
đi ba buồn rồi, nó sắp vô giữa rồi đó. Nó chủ động nhắn tin hỏi, nó chủ động nhắn tin hỏi Ducky là where's your ship đúng không? Thế là nó giả vờ. Chắc chắn rồi. Chứ nó bảo nó off game sao nó còn trong thuyền. What the fuck? Không có lý do gì mà nó đi tới cái vòng map xong nó kéo buồm đứng nhìn mình cả. Nó lái vào đây này. Giờ sao? Về đi nha. Room community kìa. Yếu này, bắn tao đi. Bắn tao, bắn thua rồi. Đi ba buồn phải hơn là thằng một buồn nửa buồn sau chứ. Ê, nó tới kế mình rồi kìa, sau lưng rồi nhá. Nghe, nghe, nghe. Về đi, về đi. Đang dụ. Đang dụ. Kéo pháo 1 lên rồi kìa. Kéo pháo 1 lên á. Kéo pháo 2 lên rồi kìa. À nó kéo 1 rồi kìa. Thả lại à. Đã boom hay là gì không? Để tôi đang cố dụ nó vào giữa vòng tròn nhưng mà nó cứ đi rời rì đấy. Tụi nó đang cố tình rồi. Mà nó bắn ỉa quá cái nó chạy cuối sao mình dí được nhờ. Mình đang cố tình vậy ta. Bắn được nhờ. Dập có lỗ thì vá luôn, có lửa thì dập luôn nhá. Vậy. Rồi thả bộ trước nào. Rồi nó trái nhá. Ôi cháy ghê thế. Bắn toàn trúng buồm thôi á. Ở trái này. Bắn ở đầu tàu nhá. Chết một, có Kusma rồi. Bắn trái này. Vậy như nó bẻ ra. Thả bóng giữa xuống nào. Gì thế gì. Đây là đầu tàu này. Thả bóng giữa nửa thôi. Không thả à.
chặt buồm này, chặt buồm góc đẹp này. Bắt đầu đầu tàu 3 người luôn. Quả bên đời đẹp ấy. Rồi, cái bông giữa rảnh thì cái bông giữa đây còn không thì bắn nhá. Bên đời đi, bên đời một người bên đời liên tục. Thật cầm pháo 4 của anh. Viên gì đấy? Duy sang được không? Chết một. Chặt buồm, chặt buồm, chặt buồm, chặt buồm, chặt buồm. Đấy, có tính nước à? Chặt buồm được không? Chặt buồm, chặt buồm, chặt buồm. Ba người chặt nhá. Đấy. Cái bùng giữa này. Rồi, Duy bay luôn. Nếu mà bật được thì Duy bay luôn. Tạo phép bắn luôn. Trên shot liên tục nhá. Không cho nó kéo buồm. Viên tím gì đấy? Áp thùng. Rồi rồi. Bắn ạ, bắn liên tục này. Chặt bốn tiếp, chặt bốn tiếp. Bao nhiêu chiến số bắn hết? Cái tên với một trăm. Duy bay, Duy bay. Một người kéo một giữa, Duy bay. Cột này có cái gì? Có để thùng chết chết chưa? Đi ơi, đi ngủ. Đi ngủ đi ơi. Bây giờ ngủ em. Gặp lại mấy thằng dơ dơ qua này. Cái chết đi mà. Ôi thấy bùng xong. Ba người dập lửa nhá, ba người dập lửa. Nó vẫn đi vô giữa vòng nhá. Nghe nghe nghe. Ba người dập lửa chỗ vùng lái hộ tôi. Ok, đang dập. Dập lửa buồng lái hộ tôi nào. Bùng giữa qua phải nào. Hai bi là gì? Không biết. À, bi bi. Bi bi là bye bye. Bye bye. Dập lửa nào, cháy quá. Đang dập nãy giờ mà. Ủa? Nó nhiều lửa lắm. Ba người dập mà không ăn thua nhỉ. Kéo bùng, không kéo buồm. Từ từ từ, mình không bắn được đâu. Ok, cảm ơn. Nhiều lửa lắm. Nó cũng nhiều lửa nhá. Rồi chỉ bốn giữa có móc phải này. Đi lên trên. Cây đâu ấy? Ducky AFK rồi, Ducky ơi. Ducky AFK rồi. Ducky ơi. Ducky ơi. Tỉnh. Ducky ơi. Thế nên là có chơi không? Gì ạ? Cút hả? Ducky AFK luôn. Chỉ một chút có phải, Ducky ơi. Sinh hồ dài gạp bản sang siêu trạc đá quẩn sinh hồ. Sinh hồ dài gạp bản sang siêu trạc đá quẩn sinh hồ. Chết. Sinh hồ dài gạp bản sang siêu trạc đá quẩn sinh hồ. Cái thằng cửa này. Chỉ bốn chút, nó chạy rồi, chạy hẳn rồi. Nó đi tiếp là đi ra. Lại chim đi biết. Nhưng mà Ducky AFK rồi. Biết rồi, kệ ổng. Hai chỗ đang đợi ấy. Anh chọn. Có chờ à. Anh chọn gì, ổng có hết AFK đâu, chọn đéo gì. Anh tưởng ổng bị kẹt. Nó đi ra map rồi nha. Anh nói chuyện chứ. Biết tích kịch đi, record rồi, tố cáo thôi. Làm gì tố cáo, làm gì tố cáo.
Nó đi có nó có bất đi ra khỏi map nè giùm tôi. Không mà làm gì tố cáo nó đi ẩu thì nó chết hay gì đâu. Nó có chết đâu. Đi ra khỏi map mà không bị nổ. À. Phải thua. Đi ra khỏi map mà nó nổ thì nói là ờ cứ thả bùa lên mình đi ra nổ thôi, kệ. Đi giữa chưa giữa. Hay vậy? Thả bùa. Nó đi mút luôn hả? Lúc nãy nó hiện ra đằng nào spawn, đằng nào mình cũng đâu có chơi được, Ducky AFK rồi, thì cứ đi thôi, nổi thôi. Cái hết đồ rồi, cái hết đồ vào vị trí đi suy. Nhưng mà nó nhặt được của mình đấy. Đưa cái hòm cho anh nào. Ăn được cái mẹ nó đi, cái mẹ nó con làm nhét. Ra làm quái gì? Phun video trên cốt đi. Về về. Ôi nó quẹo vô kìa, what the fuck, nó quẹo vô kìa. Cậu phụ đâu, trái phải. Nhìn đi, nhìn đi. Mình sắp nổ rồi nha. Nổ rồi thôi. Gọi là không vô rồi, các bạn đi. Biết vô coi cái gì, cái đồng hồ sáng không biết. Ủa, mẹ nó đi. Cái đồng hồ quá, cái đồng hồ quá. Đó, nó kêu nổi nãy giờ. Đó, vô coi coi. Mẹo vô rồi. Vậy nó biết cái vòng tròn là sao? Không biết. Không biết mà, lúc nãy nó đứng ở ngoài vòng, nó kéo bùa mà gì. Nó đâu có ra nữa, nó đâu có ra cũng ở đó đụng mình nhổ nha. Nãy nó đứng ở ngay Sea Dock cơ. Mấy thuyền của nó ở Sea Dock nó lái về đây mà chừng. Mẹ thì mình vô. Em nghĩ là đem hồng 99 lên lại em đi luôn. Nó có đánh mình đâu, anh đang cất hết gần hết hồng 99 vào trong hồng đạn đồ hồng đỏ rồi. Nó kéo hấp vườn lên rồi, nó là champion đúng không? Ủa không, ở đó champion kìa, để lâu có biết thằng nào tới phá không? Mình phải về dưa tới sáng để nó không có cấp mình không có à. Chơi kêu đéo gì yêu bường của Modity. Nó đậu ngoài kìa. Mình dí nó đi. Dí nó là mình nổ. Nổ thôi chứ giờ làm gì. Nãy ra tới khúc đó chưa nổ. Nó dọc cái đấy lấy bỏ để hết đồ vào trong này đi. Cầm hết đồ lên người. Xong rồi có gì xuống đây lấy. Bây giờ nó lấy cái hòm đạn này của mình thì đã gặp lại nó mình đánh nổi không? Đánh được.